Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là biểu chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở là gì em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 12 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở Lan Rừng nhà em có cập bến mới rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ và bên cơ sở Lan Rừng nhà em có ship hàng toàn quốc khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hai số điện thoại bên em vừa cung cấp cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại cước phí sẽ là 35 000 cho một đơn hàng mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5 000 nữa cho một kg tiếp theo cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở Lan Dinh em đang có nhé. Đầu tiên ạ, à, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là cái lô hoàng thảo hoàng lạp cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, hàng xanh mướt và hiện tại thì à, cô chú anh chị có thể thấy là đã bắt đầu là sưng những cái mắt nụ rất là lớn như vậy rồi cô chú anh chị nhé. Và hoàng lạp em bán với giá là 130.000 cho 1kg ạ. À. Và tiếp sau bên này đây sẽ là dòng lan sơn thủy tiên cô chú anh chị này cô chú anh chị nhìn kỹ có thể thấy là sơn thủy tiên với cả hoàng lạp rất là giống nhau đúng không ạ về giả hành tuy nhiên thì cái sơn thủy tiên lá nó sẽ dày hơn ạ dày hơn so với cái lá của hoàng lạp và bông hoa của nó cũng sẽ cánh cũng sẽ dày bông hơn nhé à, sơn thủy tiên cũng vậy này hiện tại cũng đang bắt đầu là suy nghĩ mắt nụ như vậy rồi và sơn thủy tiên thì em bán với giá là 170.000 bảy mươi cho một kg sơn thủy tiên ạ và sang bên này đây sẽ là lô kiều vàng phải nói là cực kỳ là đẹp luôn cái dòng kiều vàng hàng đã cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi và những cái thân còn lại này có thể là những cái thân sẽ uh, gần như là những cái thân đều có thể cho cô chú anh chị được thưởng thức những bông hoa đẹp và đẹp những cái mắt nụ của nó này bây giờ cũng đã hình thành những cái mắt nụ hết như vậy cô chú anh chị nhé và cái dòng kiều vàng này thì em xin phép đi ạ với giá bán là 180.000 cho 1 kg dòng kiều vàng sang bên này đây sẽ là dáng hương đuôi trồn này đó, dòng dáng hương đuôi trồn em bán với giá là 180 000 trong 1kg dáng hương đuôi trồn nhé Cây vừa tầm ghép rất là xinh luôn ạ và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây dáng hương bạch nhạn này cô chú anh chị này. Bạch nhạn em xin phép được bán với giá là 160 000 trong 1 kg em sẽ bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé 0,2 ạ. À. Cho cô chú anh chị nào yêu thích những cái dòng hoa mà có màu màu sắc trắng và hương thơm rất là quyến rũ của nó đây ạ. À. Và sang bên này đây sẽ là cái lô hoàng thảo kèn rất là xinh đây cô chú anh chị này. Cái dòng lan hoàng thảo kèn hàng 100% thân tơ cô chú anh chị nhìn thấy ạ, thân tơ rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì cây đang chuẩn bị đi vào đã xuống lá và đang chuẩn bị mùa mầm gốc cũng như là mùa chuẩn bị mùa hoa này. Cái dòng này thì cô chú anh chị thấy là cái phần này 100% thân tơ phần gốc của nó rất là ít nên là khi mà cô chú anh chị mua ấy, thì cực kỳ là lợi cân luôn ạ. Dòng lan hoàng thảo kèn này em bán với giá là 450 000 cho một kg với dòng lan mà em nghĩ rằng bất cứ một ai chơi lan cũng đều muốn muốn thưởng thức cũng như là à, muốn sở hữu và muốn chinh phục những cái cây kèn tím những cái bông kèm tím rất là đẹp này 450.000 trong 1 kg em sẽ bán từ 0,2 kg và cô chú anh chị có thể ngắm cho em với 0,2 cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều những cái thân kèn như thế này tức là cô chú anh chị sẽ được một cái giò kèn rất là xinh luôn rồi cô chú anh chị nhé đấy 0,2 kg đấy, đấy hàng 100% thân tơ này là được rất nhiều thân thân kèn đẹp như thế này có 90.000 thôi cô chú anh chị ạ. Sau bên này đây sẽ là dòng trầm tím hàng rừng này cô chú anh chị đây. Cái dòng trầm tím hàng rừng ạ. À, nhưng mà đã được trồng thuần ở tại vườn nên là cây rất là khỏe và rất là đẹp như thế này. Đấy, nên là nó sẽ rất là ít bị trầy uh, chảy xước như bị uh, gãy dập nhé của chú anh chị nhé và cái hàng này em cũng bán với giá là 100 à 450 000 cho 1 kg. Cái dòng trầm tím hàng rừng này ấy, thì em cũng sẽ bán từ 0,2. Đây với 0,2 tức là rơi vào 90 000 Cô chú anh chị nhìn cho em. Sẽ được rất là nhiều những cái cây trầm đẹp như thế này để làm giống là một giò trầm rất là tuyệt vời luôn rồi đấy ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan nhất điểm hồng cái dòng lan nhất điểm hồng với thân căng mướt đang chờ đợi cho một mùa hoa à, tuyệt vời đấy ạ với những cái bông hoa trắng và họng hồng rất là xinh đây nhất điểm hồng với giá em bán là 120.000 cho một kg nhé tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc thạch ba màu bắc ạ thân căng mướt luôn cô chú anh chị này cái dòng này thì hoa rất là sai khi mà sổ hoa ra ba màu rất là xinh đẹp cái dòng ngọc thạch ba màu bắc này em bán với giá là 150 000 cho 1kg ngọc thạch ạ Và sang bên này đây sẽ là cái dòng đai châu rừng Cái dòng đai châu rừng bắc trụ đây ạ cái dòng đai châu rừng bắc trụ này em xin phép được bán với giá chỉ có 400, à 220 nghìn cho 1 kg thôi. Hàng cây lá xếp rất là xinh. Và đai châu hay còn gọi là nghinh xuân là ngọc điểm đấy ạ. Cái mùa này đang là cái mùa ghép rất là đẹp của cái dòng đai châu nhá dòng đai châu này em bán và 1 kg rơi khoảng tầm 2 cho đến 4 cây trên 1 kg cô chú anh chị ạ. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan này là cái dòng mỹ dung dạng hương. Cái dòng mỹ dung dạng hương đặc biệt là khi mà về đêm thì rất là thơm luôn cô chú anh chị này cực kỳ là dễ thuần dễ chăm cái dòng mỹ dung dạng hương này. Em bán với giá là 150 000 cho 1 kg ạ. Sang bên này đây sẽ là dáng hương hải âu. Những cây hải âu lá xếp rất là xinh đây cô chú anh chị dáng hương Hải Âu với sắc hoa hơi tím phớt hồng một chút xíu. Hải Âu em bán với giá là 120 000 cho 1 kg. Nói chung cái dòng Hải Âu này bây về, về cô chú anh chị ghép là cũng là cái tầm mùa ghép đẹp. Còn hơn một tháng nữa thôi là sang xuân rồi, những cây sẽ bắt đầu phát triển rất là mạnh luôn này. Thạch hộc tí một loại lan và một cái loại thuốc rất là quý Nếu như nói về cái tác dụng về dược liệu ấy Thì cái thạch học tía này nó là một trong 9 cái loại dược liệu Có tác dụng tuyệt vời nhất trước đây thì khi mà thạch hộc tía này còn được trồng ít ấy, thì một kg rơi vào vài triệu một kg một cái tác dụng một cái cây lan mà có tác dụng dược liệu rất là tuyệt vời thì hàng của ngày hôm nay em bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá chỉ có 250 000 cho 1 kg. À, cô chú anh chị lấy khoảng tầm 3 lạng em sẽ bán từ 3 lạng cô chú anh chị nhé Cũng đã có được những giò lan thạch hộc tía rất là đẹp mà một cái cây lan một vị thuốc rất là quý mà đáng sưu tầm, đáng để cho 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 mỗi cái sân vườn của mỗi mỗi người ạ. Uh, và sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng cô chú anh chị nhìn cho em cái dòng kiều vuông cánh trắng thì bình thường cái thân già kèm theo khá là nhiều nhưng cô chú anh chị nhìn cho em cái lô kiều vuông này về rất là đẹp đúng không ạ cái dòng kiều vuông cánh trắng này bây giờ cây đã bắt đầu là sưng những mắt nụ như vậy nhá cô chú anh chị nhá à, thân ngắn thân ngắn đẹp những mắt nụ bây giờ đã sưng như thế này rồi này nói chung là những cây lan bây giờ cô chú anh chị lấy ạ nó sẽ là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một cái mùa hoa gọi là trọn vẹn nhất bởi vì thực ra nhiều cô chú anh chị ấy, khi mà mua hàng ấy thì cứ muốn là cây đã nhú nụ rồi nhưng mà khi mà cây đã nhú nụ thì vận chuyển đóng gói nó sẽ bị chảy xước và bị ảnh hưởng nụ nhiều hơn còn cây mà nó đang tầm sưng những cái mắt nụ như thế này này đang chuẩn bị mùa nụ như vậy này thì mới là cái mùa đẹp để cô chú anh chị ghép và được ngắm hoa trọn vẹn đấy ạ à. Kiều vuông cánh trắng này với giá em bán là 210.000 cho 1kg nhé 210.000 cho 1 kg kiều vuông cánh trắng ạ. Và cái dòng kiều này thì ở những nơi ấm áp ý, thì thường là có thể nở hoa vào đúng thời điểm Tết luôn cô chú anh chị ạ. Dòng kiều này này. cây rất là đẹp luôn. Và tiếp sang bên này đây thì em có lô dáng hương đuôi sóc ạ. Cây cũng vừa tầm ghép rất là xinh. Dáng hương đuôi sóc em xin phép được bán với giá là 100 20.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có hai lô hoàng ba lô hoàng nhạn cô chú anh chị nhá. Cái lô này em gọi là lô số 1 này. Lô hoàng nhạn số 1 là có 2 4 6 cây khá là lớn. Và 6 cây này em bán với giá là 45 000 ạ à. Và lô số 2 này. Lô số 2 này phải tầm chục cây, em bán với giá 50 000 Và lô số 3 cũng nhiều cây hơn, phải 10 là mười mấy cây gì đó em cũng bán 50 000 Và sang bên này đây thì em có một cái combo. Rất là nhiều những cái cây cáo nhỏ, những cái cây cáo nhỏ như thế này và một cái nhánh đùi gà của vùng cao bằng đấy ạ rất là nhiều những cái cây cáo nhỏ cô chú anh chị nhé và một cái nhánh đùi gà của vùng cao bằng cái combo rắn những cái cây cáo này này về nhỏ về cô chú anh chị trồng ấy nó sẽ phát triển rất là nhanh luôn đấy ạ và cái combo cả cáo đùi gà này em bán với giá là 50.000 mươi cô chú anh chị nhé 50.000 cho cái combo này này Và bên này thì em có một cái cây cáo hoa phân nhánh cái dòng cáo hoa phân nhánh là một cái cây cáo mà phân nhánh rất là rõ luôn Mà cái nhánh của nó phân rất là dài của chú anh chị nhá Một cái kiểu cáo mà gọi là dòng một trong những dạng đột biến của dòng dáng hương đuôi cáo đấy ạ Và cây cáo hoa phân nhánh này Em xin phép được bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá 180.000 cho một cái cây cả dáng hương đuôi cáo hoa phân nhánh Thường thì cái dòng này cũng rất là ít, ít có cô chú anh chị ạ sang bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc cực kỳ là xinh luôn với những cái thân thắt đốt sáng bóng nhá một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này nó sẽ rơi vào ít nhất là năm thân hoa cái thân thắt đốt sáng bóng cực kỳ là đẹp luôn một cái dòng lan mà không chỉ chơi hoa đẹp mà thưởng thức thân thân lá cũng cực kỳ là tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhìn cho em ạ với những cái thân căng mướt như vậy này chắc chắn là sẽ hứa hẹn một cái mùa hoa rực rỡ vừa hoa vừa đẹp vừa thơm cô chú anh chị nhé mà lại cực kỳ là bền hoa, nói chung ấy dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này. Nhiều cô chú anh chị mà chơi lan không quen thì để mà thuần được cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này cũng là một cái điều rất là khó khăn luôn đấy ạ. Em bán chậu chuỗi ngọc căng mướt đẹp như vậy nhá, với giá chỉ có 160 000 trong cho một giò thôi. Đấy cô chú anh chị nhìn cho em ạ, rất là xinh luôn. Sang bên này đây ạ, đặc biệt ạ, hôm nay em cập bến một cái lô trầm rồng đỏ nhá. Lô trầm rồng đỏ hiện tại là cây đã gần như là đã xuống hết lá rồi ạ. Và một số cây thì bây giờ đã nhú nụ này cô chú anh chị này. Hàng này thì 100% là hàng mà người ta trồng ở ngoài vườn, ngoài trời bình thường nhé. Chứ không phải là hàng nhà kính. Nên cô chú anh chị nhìn thấy là cái thân của nó cứng cáp rất là khỏe luôn. Nhạ cô chú anh chị nhìn này. Đó, nhú nụ ngay từ những cái thân mắt đốt rất là sát gốc luôn cái dòng châm rồng đỏ này. Nói chung là chơi hoa Tết, hoa Xuân thì đều đều đều, đều rất là đẹp cô chú anh chị ạ vào những ngày đầu xuân hay là vào những ngày tết mà cô chú anh chị được thưởng thức những bông trồng rồng đỏ này thì em nghĩ là sẽ tạo một cái cảm xúc rất là tuyệt vời một cái cây trầm mà hoa đỏ đậm đà luôn mà cực kỳ là thơm giá thì vô cùng là rẻ trước đây một thân trầm rồng đỏ vài trăm nghìn còn hiện tại hôm nay ạ à, một cái chậu trầm rồng đỏ cao hai hai thân cô chú anh chị nhé một trầm rồng đỏ hai thân nếu như là hai thân nó sẽ dài lắm cô chú anh chị ạ nó dài khoảng tầm 5 60 cm trở lên cho một thân cơ thì em bán với giá là 80 000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhá 80 000 cho một chậu trầm rồng đỏ hai thân hiện tại đang nhú nụ hoặc là đang xuống lá chờ chuẩn bị chờ hoa thôi đó thì Nói chung là chỉ có lác đác là có vài chậu đang nhú nụ Nhưng còn lại là đa số là chưa có nhú nụ nhé Cô chú anh chị nhé thì em bán có 80 000 nghìn cho một chậu trầm rồng đỏ có hai thân. Còn nếu mà chậu nào mà có ba thân hoặc là bốn thân ấy ạ, ba thân hoặc bốn thân ấy thì nó sẽ nhỏ hơn, thân sẽ ngắn hơn một chút xíu và chậu ba thân hoặc là bốn thân ấy thì em xin phép được bán với giá là 110 000 cho một một chậu cô chính chị nhá. 110 000 cho một chậu 3 thân hoặc 4 thân. Còn chậu 2 thân thì chiều cao sẽ rơi khoảng tầm 5 45 cho đến 50 trên 50 cm. Đây một chậu thì nó cũng có thân cao thân thấp nên là có những cái thân nó có thể cao khoảng tầm 45 cm. Nói chung là cao 45 cm trở lên cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn. Có một cái một chậu như vậy có 80.000 trong một giò. 80.000 trong một cái giò trầm rồng đỏ cực kỳ là đẹp mà có hai thân. Đấy, cao và mập đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Cần chậu có 3 thân hoặc là 4 thân ạ. À, thì với giá sẽ là 100 110.000 cho một giò, chậu 3 thân hoặc là 4 thân. Đấy những cái chậu trầm rồng đỏ nó quá là rẻ Đấy, cô chú anh chị ví dụ lấy hai chậu ba thân hoặc 4 thân rơi vào có 220 000 nghìn được một cái giò trầm rất là khủng luôn cô chú anh chị này đấy như này ở chỗ này hai chậu này có hơn 200 000 nghìn sở hữu ngay hai cái giò trầm quá là đẹp giá quá ư là rẻ so với cái giá trị cũng như cái vẻ đẹp của dòng trầm dòng đỏ hàng hôm nay vừa về nhiều để cô chú anh chị có thể sưu tầm và lại rất là rẻ nữa thì cô chú anh chị có thể sưu tầm thưởng thức hoa tết hoa xuân ạ à. và bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp hàng sẽ rất là chuẩn hoa Tết để cô chú anh chị thưởng thức luôn này à, dòng hồ điệp nhé cô chú anh chị nhé cây hồ điệp đang nụ rất là đẹp sẽ hàng sẽ cực kỳ là chuẩn Tết luôn trước tiên cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là hàng lá phát tài cây rất là khỏe đấy nhiều lá và đẹp như thế này nhá cây nào cũng như cây nào thôi cô chú anh chị ạ dòng hồ điệp thì nó không có à, cùng một lô thì cây nào cũng sẽ như cây nào mỗi một chậu như vậy nó sẽ có hai hoặc là ba cần hoa hai hoặc là ba vòi nụ nhá em bán với giá chỉ có 60 nghìn trong một giò thôi Đấy, cái hàng hồ điệp bây giờ thì lên giá từng ngày luôn sau khi bán xong cái lô hồ điệp này chưa chắc em đã lấy được chắc chắn em nghĩ rằng là sẽ rất là khó mà lấy lại được với cái giá mà 60 nghìn trong một giò như thế này luôn sang bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp mãn thiên hồng ạ à. những cây hồ điệp mãn thiên hồng là một trong những hồ điệp gọi là bền hoa nhất trong tất cả những cây hồ điệp Bây giờ thì uh, trong một cái giò như thế này sẽ có hai vòi hoa. Đây là hàng vườn Việt Nam. Nào, cây sẽ rất là khỏe cái dòng hồ điệp mãn thiên hồng là một trong những mặt bông mà không lạc đi đâu được. Bền hoa cô chú anh chị nhé. Một chậu hồ điệp mãn thiên hồng có hai cần hoa như vậy này. Em xin phép được bán với giá là 85 000 nghìn cho một cái chậu hồ điệp mãn thiên hồng ạ. Còn bên này đây sẽ là cái dòng hồ điệp mà có hương thơm nhé. Hồ điệp vàng và có hương thơm đây ạ. Cây cũng sẽ có khoảng tầm hai vòi hoa. Đó, cái dòng hồ điệp thơm này thì em xin phép được bán với giá là 70 000 trong cho một chậu. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng hồ điệp má đào, chi chít là nụ luôn. Hồ điệp má đào ạ, à, chi chít nụ đẹp ạ. À. Một giò một chậu như thế này cũng sẽ có hai nụ, sẽ có ít nhất là ba nụ chứ không phải là hai nụ. Em bán với giá cũng 70 000 trong cho một cái chậu hồ điệp má đào này cô chú anh chị nhá, 70 000 trong cho một cái chậu hồ điệp má đào, má đào. Và tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. À những cái chậu giò phi điệp cánh viền nhá những cái chậu phi điệp cánh viền một cái mặt bông mà rất là đẹp mà đi dự những cái triển lãm về hoa lan đã được giải rất là cao những cái chậu phi điệp cánh viền này thì lác đác cũng có vài thân cái dòng này thì lác đác vài thân là cũng đang bắt đầu là nứt nụ rồi đây cô chú anh chị này đó lác đác vài thân là đã nhú nụ nhá đây ạ à. cô chú anh chị nhìn cho em ạ Đấy. Thì cô chú anh chị về thì những cây này nó sẽ nhú nụ và sẽ cho hoa rất là nhanh thôi Nó có thể cho hoa Tết hoặc là cho hoa ở đầu xuân Cái giò như thế này rơi vào khoảng tầm 5 thân Rơi vào khoảng tầm 5 thân ngắn dài cô chú anh chị nhé Thân cực kỳ là căng và đẹp luôn Rất là sai hoa Mặt bông cực đẹp với giá em bán là 160.000 cho một chậu ạ à? Sau bên này thì em có những giò hạc vĩ thiên cung lự bố này cái dòng này chuẩn mặt bông cây giống nhé cô chú anh chị nhé Thiên cung lựu bố em xin phép được bán với giá là 120.000 cho một cái giò thiên cung lựu bố Hàng cũng không có nhiều cô chú anh chị ạ Được cái lô hàng này rất là rẻ luôn Cái mặt bông mà hoa cực kỳ là đậm và đẹp Cái dòng thiên cung lựu bố thì cô chú anh chị biết rồi sang bên này đây sẽ là những cái cây lan vũ nữ nhá của chính chị nhé Những cái dòng lan vũ nữ mà đáng sưu tầm nhất Mà có lẽ bất cứ một ai chơi lan cũng gần như là không thể thiếu những cái cây bông, bông lan vũ nữ này cho sân vườn Trước tiên sẽ là cái dòng lan vũ nữ hoa anh đào ạ à. Dòng lan vũ nữ hoa anh đào Cây đang có mỗi một cây đang có một cái nhú vòi nụ như này Cây rất là khỏe luôn cái Dòng này thì nó cho mình hoa quanh năm và cực kỳ là bền hoa nữa Hoa rất là thơm nữa nhé 140.000 cho một cái rộng vũ nữ hoa anh đào ạ à. Và sang bên này đây này và đây sẽ là cái dòng lan tiểu thần tiên ạ. À. Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái mặt bông của dòng tiểu thần tiên và hoa rất là thơm đây cô chú anh chị. Cái dòng tiểu thần tiên này thì hoa là mỗi một cần hoa này cô chú anh chị thấy là phân rất là nhiều nhánh luôn. Cái phân cực kỳ là nhiều nhánh, một cái giò như thế này thôi cũng cực kỳ là thơm rồi. Và một cái chậu như vậy thì nó đang có nụ nhá. Một chậu tiểu thần tiên nó đang nhú nụ như vậy. Bán với giá là 160 000 trong cho một chậu tiểu thần tiên. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc nữ Cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng hoa mà có sắc hoa tím hồng xinh đẹp ở đây ạ Hoa cũng phân rất nhiều nhánh đây cô chú anh chị này cái Dòng hoa tiểu thần tiên, cái bông hoa, những cái bông hoa này, cái cần hoa này nó bị gãy Nên là bây giờ ấy cái vẻ đẹp của nó cô chú anh chị không nhìn thấy 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 rõ được hết một cái cây chậu tiểu thần một cái chậu mà chậu này gọi là chậu ngọc nữ này cái chậu ngọc nữ như vậy là sẽ có hai cái vòi nụ này, cô chú anh chị này. Với giá em bán là 150 000 trong cho một chậu nhá. Sang bên này đây sẽ là dòng lan vô nữ sô cô la baby. Giả hành phải nói là siêu bự luôn ạ, à. giả hành to hơn cái cổ tay luôn cô chú anh chị nhá. Một cây cần hoa vô nữ sô cô la baby này thôi, khi mà nở thì cũng làm cho cả cái không gian là ướp đầy mùi hương luôn ạ, à. một cái dòng hoa rất là thơm cái dòng vô nữ sô cô la baby này này cái giò như vậy đang có một cần hoa để cô chú anh chị thưởng thức hoa tết với sắc hoa đỏ sô cô la đẹp tuyệt vời luôn với giá em bán là 180 000 nghìn cho một giò ạ tiếp sau bên này đây sẽ là những cái chậu lan phụng bào lá biên nhá cái chậu phụng bào lá biên này thì nó không chỉ có biên lá mà còn biên cả hoa cô chú anh chị ạ hiện tại thì cây nó đang có một một vài cái vòi bông cái bông hoa của nó cũng rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. ạ dòng phụng bào lá biên nhá cái dòng này thì không chỉ chơi hoa đẹp mà chơi thân lá cũng rất là tuyệt vời Lá đẹp cô chú anh chị ạ Đấy, thì một chậu như vậy thì nó có vài cái cần hoa và cũng lác đác có thêm vài cái vòi nụ nó đang nhú Thì một cái chậu phụng bào lá biên như vậy em xin phép được bán với giá là 150.000 trong một chậu Cực kỳ là xung xuê luôn cô chú anh chị ạ Và tiếp sau bên này đây ạ Thì em có một cái những cái chậu mai này cô chú anh chị này Những chậu mai vàng Để cô chú anh chị thưởng thức hoa tết đây Những cái chậu mai đã được trồng thuần sẵn trong chậu này Người ta nói rằng là thấy mai, thấy đào là thấy Tết ạ à? Những cái bông hoa mai Những cái nụ hoa mai hiện tại đã đang trúng chím như thế này này Một cái chậu mai như vậy cô chú anh chị có thể để trưng trong kệ Trong phòng khách Cũng rất là xinh cô chú anh chị ạ à. Hay là bàn làm việc cũng rất là xinh Em bán một cái cây mai như vậy với giá là 120.000 nhé Cái này đây sẽ là những cái chậu giả hạc vi linh xuân ạ à. Những cây giả hạc vi linh xuân hiện tại cũng đang bắt đầu là sưng những cái mắt nụ đây cô chú anh chị Mỗi một chậu sẽ là một thân Đấy, một thân cao khoảng dài khoảng tầm một thân hoặc là hai thân cô chú anh chị nhé Nếu như là hai thân thì nó sẽ ngắn ngắn còn một thân thì nó sẽ dài hơn. Đấy, nếu như là một thân ý, thì nó sẽ dài khoảng tầm 35 40 cm. Còn à, hai thân thì nó sẽ ngắn hơn khoảng tầm 20 25 cm. Em bán với giá là 50 000 trong cho một chậu giả hạc di linh xuân. Bên này sẽ là những cái chậu giả hạc hồng ngọc này cô chú anh chị này. Những chậu giả hạt hồng ngọc ạ. À, một chậu giả hạc hồng ngọc như vậy. Em xin phép được bán với giá là với chậu giá hồng ngọc như thế này nhá, em xin phép được bán với giá là 100. À đâu có 70 000 cho một chậu giá hồng ngọc thôi, nó rơi khoảng tầm 2 thân ạ. À. Ở à bên này thì em có hai cái cây đai châu Thái đang nhú nụ cực kỳ là khỏe đẹp luôn này, đang bắn dễ này cô chú anh chị này, đang nhú nụ xinh nhá. À, cây này em gọi là cây số 1 này, cây châu Thái số 1 này. Em bán với giá là 110.000 cho cây đai châu Thái số 1 này Cây bên này gọi là cây số 2 Cô chú anh chị thấy là nụ của nó cũng dài hơn nhé Cô chú anh chị nhé Lỗi lá một xíu xíu này thôi cô chú anh chị ạ Cây này em bán là 110.000 Tùy cô chú anh chị lựa chọn nhé Tiếp sau bên này đây là những cái dòng lan đẹp Mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ à. à, cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những giò lan ưng ý nhất này Trước tiên thì em có những dình đai châu Đai châu thì em có bán hàng cân ở đây cô chú anh chị Rất là đẹp nhá chỉ có 220 000 trong một kg thôi, hai cân chỉ có rơi vào có hơn 400 000 đúng không ạ? Thoải mái cô chú anh chị mang về ghép những cái trụ lan quá là đẹp luôn này. Hoặc là cô chú anh chị chọn theo hình này cho em ạ. Cái hình này em gọi là hình số 1 đây, hình số 1 này ba cây trâu luôn nhé cô chú anh chị nhé Đây ba cây trâu to và đẹp như vậy với giá có 160 000 thôi cô chú anh chị ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 2, cái hình số 2 này cũng là ba cây ạ. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em này, Đấy. Ba cây to đẹp như vậy với giá có 170 000 nghìn Và hình tiếp theo số 3. Hình này là cũng là ba cây ạ, ba cây to lắm luôn đây cô chú anh chị này. Nó đang nhú đụ như vậy này. Ba cây này em bán với giá là 180 000 nghìn Và sang hình tiếp theo là hình số 4 ạ. Hình số 4. Cái hình này thì em xin phép được bán với giá bao nhiêu? Có 140 000 thôi cho hình số 4. Và hình số 5 thì hình số 5 hai cây to đùng luôn đây cô chú anh chị này lá xếp có những cây lá mít luôn em bán với giá chỉ có 150.000 và sang tiếp theo sẽ là hình số 6 đây sẽ là những cái chậu trầm cổ cô chú anh chị nhá những cái chậu trầm cổ cái dòng lan người ta còn gọi là trầm thanh củi hàng này thì hiện tại cây đã cứng cáp hết rồi cái dòng lan mà hoa đẹp nổi tiếng rồi trước đây mỗi một thân trầm cổ à, để mà sở hữu được một cái chậu trầm cổ thì 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 phải nói là rất là khó khăn luôn một cái chậu trầm cổ thân không thể nào mà uh, lạc đi đâu được ạ Càng già thì thân sẽ càng chuyển sang cái màu xoắn đỏ rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị này Đấy, cái thân của nó thì nhìn không lạc đi đâu được cái dòng trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi này hoa thơm và cực kỳ là sai hoa và hoa đỏ đậm rất là đẹp nhé các chú anh chị nhé và đây ạ một cái chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi đây chậu này phải rơi vào khoảng tầm sáu bảy tám thân gì đó em bán à, với giá có 140.000 là cái hình số 6 nhé hình số 7 này có ba thân, hai thân siêu vip luôn. Hai thân cao khoảng tầm 8 90 cm gì đó thêm một thân thấp hơn. Giò này em bán có 130 000 ạ. À. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 8. Giò này cũng cực đẹp luôn. Tổng là bốn thân ngắn dài. Bán với giá là cũng 130 000 và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 9. Giò này cũng rất nhiều thân ạ. À. Cây đang bắt đầu xuống lá. Giò này em bán 130 000 và sang hình tiếp theo là hình số 10. Số 10 cũng 130.000 đấy ạ Thân rất là đều nhá Hình tiếp theo là hình số 11 Cái chậu này em cũng bán 130.000 Hình 12 12 đây cô chú anh chị Rất nhiều thân 2, 4, 6, 7, 8 thân gì đó 140.000 Và hình số 13 Cái chậu này em cũng bán là 140.000 nhá Và bên này ạ à, Hình số 16 Là một chậu điệp tím của vùng cao bằng này Chậu này em bán với giá 180.000 cho chậu điệp tím vùng cao bằng này và hình số 10 uh, hình số 17 em bán với giá là 100.000 cho chậu điệp tím vùng cao bằng và hình số 18 với giá em bán là 100 à cũng 80.000 thôi cô chú anh chị nhé ba kim mập ạ à. và tiếp sau bên ở đây sẽ là những cái đặc sản vùng miền cao bằng nhé đây là trái ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng này ạ, với giá là 200.000 cho một à đâu 170.000 cho một túi một nửa kg nhé. Và bên này đây sẽ là nấm hương rừng đây quý chị này. Nhìn thôi là cũng biết là cực kỳ là ngon rồi ạ. À. Nấm hương rừng em bán với giá 140 000 cho túi nửa kg. Và bên này sẽ là măng bầm ạ. À. Vàng ươm luôn cô chú chị này. Vàng ươm tự nhiên luôn rất là ngon luôn như vậy. Với giá em bán nấm hương à măng bầm này với giá là 100 à 200 000 cho một túi 1 kg. Bên này sẽ là cái chuối hột khô với giá em bán là 100 000 Nấm ngọc cầu với giá là 150 000 trong một túi 1 kg nhé Dễ mỗi từng với giá 120 Và tầm gửi cây chanh em bán 220 Và hoàng tinh em bán 200 ạ à. Cái này sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé Vỏ thông đủ size luôn 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20 000 trong kg Và rêu rừng 50 000 trong kg Dớn vụn 40 000 trong 1 kg Và di xanh thì 50 000 trong một ống này Atonic là 10 000 trong một gói nhé Dưỡng chất AB 85 000 trong một lọ Hùng Nguyễn 25 000 trong một lọ 50 000 trong một cặp ạ à. B10, B1 Thái, B12 giải độc cho cây với giá 30 000 cho một lọ này. Và Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 50 000 cho một lọ nhé. Ba loại phân bón thông minh tăng chậm có kiểm soát ạ, à. đồng giá 30 000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35 000 cho một lọ. Và cái thuốc đặc trị côn trùng với giá 90 000 cho một lọ. À, tan đặc trị thối nhũn với giá là 35 000 À, 40.000 cho một lọ cắt tan này ạ à. Bên này sẽ là kim kim bun cũng là đặc trị thối nhũn. 25 000 cho một gói và chi tiêu ma phân bón vi sinh kháng nấm một túi 1 kg với giá 50 000 một hộp 1 kg với giá là 130 000 ạ. Và đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng thực cơ vi sinh này được làm từ dịch chuối, phân châu và đỗ tương. Đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong một trên 2 tháng và sản phẩm này em bán với giá là 35 000 cho một túi nhá. Một cái sản phẩm em nghĩ rằng là rất là hoàn hảo khi mà cô chú anh chị sử dụng để bón cho cây bởi vì thứ nhất ạ, nó sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tối đa và bởi vì nó không chỉ có phân châu mà nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa và hạn hạn chế nấm bệnh tuyệt vời mà đặc biệt là cô chú anh chị thoải mái bón giúp em hay là trộn với cả giá thể mà không sợ ảnh hưởng dễ cô chú anh chị nhé cung cấp cái giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà lại không có sợ ảnh hưởng đến cây nên em nghĩ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời để khi mà cô chú anh chị sử dụng bán cho cây đấy ạ bên này đây thì em vẫn nói sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng cao bằng nhá Tinh dầu hồi của vùng cao bằng 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng cao bằng ạ à. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 nhé Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn Như là diệt khuẩn này Làm sạch không khí, mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn An thần rất là tuyệt vời luôn giảm đau rất là hiệu quả mà không gây nóng rát ạ, một cái sản phẩm mà rất là lành tính bởi vì uh, từ những cánh hoa hồi người ta đã có thể cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt cũng như là rất là tốt đối với sức khỏe. Em chính chị biết rằng là nó rất là lành cũng như là nhiều tác dụng rất là tuyệt vời ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chính chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chính chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.